Hello everyone, hôm nay Lily trở lại làm một cái video haul về những sản phẩm make up mà Lily mua được từ cái event sale 20% off của VIP Rouge this year. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem những cái ống lipstick mà Lily mua được nhé. Sau đầu tiên thì Lily mua một ống Too Faced Melted Matte Lipstick trong màu Cool Girl. Mình chưa hề nghe ai nói về cái liquid lipstick của Too Faced, nhưng mà khi mà Lily hỏi những cái chị làm việc trong Sephora thì họ recommend hãng Too Faced bởi vì họ nói là cái chất son nó rất là mịn và rất là êm trên môi, không hề bị khô tí nào. Có một cái màu khác Lily muốn mua nhưng mà đi bất cứ chỗ nào cũng đều sold out, thậm chí trên website cũng sold out, đó là một cái màu Drop Dead Red, là một màu đỏ rất là đậm và rất là đẹp cho mùa đông, nhưng mà không có, thành ra mình đã mua màu này là màu Cool Girl. Tôi rất là thích tên của son, ví dụ như cái son này mà có tên nó hay là mình sẽ phải mua, và nếu packaging nó đẹp thì mình cũng muốn mua. Cool Girl là một cái màu rất là nude Lily đang đánh trên môi đây. Khi mà mình mới thử thì mình có cảm giác là nó quá là nhạt so với da của mình, nhưng mà đánh một hồi thì lại thấy là ôi cái màu này cũng rất là lạ, bởi vì nên cái tên Cool Girl rất là hay. Cái chất son thì rất là tuyệt vời, nó không hề khô một tí nào và bám được trên môi cũng khá là lâu. Lily đã dùng cái son này và đi ăn đồ á thì nó vẫn bám sau khi mà ăn uống nước và everything. So ống son này rất là tuyệt vời và màu này cũng rất là lạ. Nếu như mà bạn nào đang muốn kiếm một màu nude cho da mà hơi ngâm giống như Lily thì có thể thử màu son này. Cái ống son tiếp theo mà mình mua được là một cái liquid lipstick khá là nổi tiếng trong cái thị trường ngày hôm nay, đó là Anastasia Beverly Hills liquid lipstick. Lily mua màu Ashton và cái màu này thì cũng rất là đẹp. Nó là một màu sậm hơn cái màu này một tí xíu và hơi nhã nâu. Màu này Lily đánh đi ra ngoài đường được rất là nhiều người hỏi là bạn này đánh son gì mà đẹp quá vậy. Thậm chí Lily vào trong Sephora và đi tiệm MAC Cosmetics cũng có người hỏi. Thành ra là mình rất là vui, và màu Ashton này đi được với rất là nhiều kiểu make up và áo cũng. Nói chung những cái màu son mà Lily mua ngày hôm nay khá là trung tính và đều có thể phối được rất nhiều make up look khác. Nói về chất son của Anastasia thì nếu bạn đã thử qua rồi thì đã biết là nó cũng khá là tuyệt vời. Không khô lắm và độ bám thì cũng khá là cao. Mình chưa có dùng son này để ăn, nhưng mà khi mà mình chùi son xuống á thì nó bám rất là chặt, cho nên chặt nó bám dữ lắm, thành ra khi mình chùi á thì nó khó hơn là những cái son khác. Thì mình nghĩ là cái độ bám nó cao, nếu mà ăn chắc cũng ok. Ống son tiếp theo mà Lily mua được đó là của Kat Von D, và cái ống son này thì quá rất là tuyệt vời trong cái thị trường liquid lipstick. Cái ống son này á, cái tên của nó là Everlasting Liquid Lipstick, và mình nghĩ là cái tên này rất là phù hợp với nó bởi vì cái chất son này nó mềm trên môi kinh khủng luôn. Lily chưa bao giờ đánh một cái liquid lipstick nào mà nó mướt trên môi đến độ mình không hề có cảm giác là mình đang đánh son luôn, kiểu như là quên mất luôn. Màu lên rất là tuyệt vời. Màu này là màu Lolita 2, bởi vì màu Lolita thì rất là thịnh trong cái dòng Kat Von D, nhưng mà màu đó mình đánh lên thấy hơi nude một tí. Thành ra Lily thử màu này và mình rất là thích. Màu này thì nó hơi nghiêng và cam một tí, giống như màu áo của mình nè. Rất là đẹp cho mùa thu luôn. Mình cực kỳ thích cái ống son này. Mà ống son này chỉ có 24 đồng ca thì phải. Thì nếu mà tiền Mỹ nó còn rẻ hơn nữa, mà cái kiểu dáng của nó cũng khác với những cái ống son liquid lipstick khác. Thành ra mình rất là thích, nhìn bà là biết ngay đồ của Kat Von D. So I recommend this very much. So next is a palette. Và Lily sắm được một cái palette của Hourglass, có packaging rất là đẹp, ở ngoài là marble. Mình không biết cái từ marble tiếng Việt là nói như thế nào, nếu bạn nào biết thì comment cho mình biết. Packaging quá là đẹp, thành ra mình phải thử. Và lúc Lily thử cái phấn của Hourglass trong tiệm thì da mình nó like sparkling. Lily có đánh trên mặt ngày hôm nay nè, không biết các bạn có thấy
gì khác biệt không. Nhưng mà nếu mà mình đứng ở dưới nắng á thì nó lấp lánh trên từng cm luôn, mình thề á, nó đẹp kinh khủng. Nhưng mà nếu mà nói về độ che phủ thì mình nghĩ cái phấn này không phải là phấn để che phủ, nó là một cái phấn kiểu như là đánh lên cho da mình nó lung linh thôi. Còn độ che phủ thì không có một tí nào luôn. Trong này có một cái gu rất là bự. Cái màu này là màu phấn phủ nè. Cái này nó kêu là bronzer nhưng mà mình thấy nó cũng rất là sheer, đánh lên da chẳng thấy gì đâu. Nhưng mà mình coi trong cái video tutorial thì họ dùng cái này để đánh lên cái phần T-zone để cho nó reflect với lại ánh nắng mặt trời này nọ. Rồi hai cái màu này là blush. Hai cái màu này thì khá là lợt nhưng mà Lily lại rất là thích, bởi vì đánh với bất kỳ make up bất nào cũng hợp hết, bởi vì nó quá là sheer thì nhìn giống như là da mình nó ửng hồng thôi. Và mình rất là thích. Còn cái highlighter thì not that great, tại vì Lily có cái bản của Becca, thành ra bây giờ không có cái highlighter nào mà qua nổi highlighter của Becca hết. Nhưng mà nhìn chung thì cái bản này cũng khá là đẹp. Giá của cái bản này thì không được đẹp tí nào hết, nhưng mà vì lúc Lily mua không có coi giá, xong rồi lúc tính tiền là 95 đồng cái bản này, mình cũng hơi choáng. Nhưng mà I don't know, nói chung là đánh thì rất là đẹp mà mình chưa được thử Hourglass bao giờ. Một cái hộp phấn nhỏ của Hourglass là đã 50 mấy đồng rồi, thành ra mình thấy cái bản này cũng không đến nỗi tệ. Và mình cũng không biết là mình thích cái bản này đến độ nào, trong 1 đến 10 thì không biết là mình thích cỡ nào. Maybe like a 7. Mà thôi, nói chung nó đẹp quá thành ra mình muốn giữ. Tiếp theo là một bản mắt mà phải nói là có thể là một trong những bản mắt mà mình thích nhất từ trước đến giờ. Modern Renaissance của Anastasia Beverly Hills. Cái bản mắt này màu quá ư là đẹp luôn á. Màu phải nói là quá ư là tuyệt vời. Không có một cái màu nào mà Lily không thích. Tại vì rất là nhiều bản mắt mình mua mình thích, nhưng mà có phải ít nhất là 3-4 màu Lily nghĩ chắc sẽ không bao giờ đụng tới luôn á. Nhưng mà bản mắt này á hả, mình nghĩ là có thể mình sẽ đánh cái bản mắt này cả đời cũng được thôi, bởi vì nó có tất cả những cái màu bạn cần. Những màu trung tính nè, những cái màu burgundy đã đánh màu thô rất là đẹp, cả màu nhũ. Và oh my god, cái bản mắt này quá là tuyệt vời luôn. Mà cái chất phấn của cái này á, nó cực kỳ pigmented luôn. Chỉ cần độ mờ chút xíu thôi là nó lên cực kỳ đậm và nó bám trên mắt rất là lâu luôn. Không hề đánh vô. Hồi nãy giờ thì Lily không xài eye primer, nhưng mà những người mà có dầu ở trên cái mí mắt á thì họ cần primer, tại vì nếu không là nó sẽ bị xê dịch trong ngày á. Đặc biệt là nếu ở Việt Nam thì có thể dễ ra mồ hôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái bản này á đánh ở Việt Nam cũng được nữa. Lily coi video của B2B trên YouTube á, bạn đó đánh cái bản mắt này liên tục và mình thấy màu quá là đẹp, thành ra mình phải sắm. Mà lúc Lily muốn mua thì nó sold out lâu ơi là lâu luôn á. Xong rồi mình vui quá trời là nó đã restock và cái bản mắt này quá là tuyệt vời. Mình không biết nói gì hơn, nãy giờ cứ lòng vòng nói một câu quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Mình có đánh cái màu, dù mình có dùng cái bản màu này trên mắt của mình ngày hôm nay, và có tutorials coming up real soon. So nếu bạn nào chưa subscribe cho channel của mình thì nhớ subscribe để coi cái tutorial này nha. Cái bản này thì quá là tuyệt vời, nhưng có một điều mình không thích, đó là cái packaging ở ngoài nó bằng velvet cho nên là nó bám bụi rất là dễ, rất là màu dơ. Nếu mà bạn không có điều kiện á thì sắm một cái này là có thể dùng được rất là lâu dài. Mặc dù là nếu mà tính ra tiền Việt thì có thể cái bản mắt này hơi đắt tiền một tí, nhưng mà mình thề với các bạn là bản mắt này quá là tuyệt vời. Ok, bây giờ cái camera của mình nó đang flashing, so I gotta go quick. Cái item cuối cùng mà Lily mua được đó là Ultra Repair Cream của First Aid Beauty, và nó có hai cái hũ này. Tổng giá trị là 30 đồng nhưng mà nó sale còn 25, và Lily mua chỉ có 20 đồng thôi bởi vì sale 20% off. Cái kem này thì mình không biết mình đã nói cho các bạn biết chưa, nhưng mà da của Lily cực kỳ khô. Mùa hè nó cũng khô, mùa đông thì nó cũng khô dữ dằn nữa.
Thành ra là cái kem này là cái kem duy nhất mà có thể giúp da mình nó giữ được độ ẩm. Và kem này có thể dùng được trên tay và you know all over body, so it's great. Và nó còn có cái hũ này có mùi vanilla citron, mùi chanh và vanilla, nên mình rất rất là excited to thử. Bởi vì cái này thì nó không có mùi gì hết. Và cái chất kem này thì rất là dày, nhưng mà khi mà bạn tán trên da thì nó thấm vào da cực kỳ nhanh luôn. Thành ra mình rất 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 là tất cả những cái thứ mà Lily mua được ở Sephora. Thì nếu bạn nào chưa subscribe cho channel của mình thì nhớ subscribe. Các bạn có thể xem những video trước của mình. Nhớ subscribe cho vlog channel của Lily, bởi vì Lily đang cố gắng upload bên đó đều hơn. So, thank you so much for watching. Và Lily sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Bye.